Giữa sau luyện từ và câu tuần 21. Câu kể ai thế nào? Phần 1 là nhận xét, đọc đoạn văn sau. Bên đường cây cối xanh nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi, chúng thật hiền lành. Nhìn quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Hai, tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu trong đoạn văn trên. Ví dụ, cây cối xanh ta sẽ có các câu chỉ đặc điểm, là tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật ở trong câu này. Đó là câu cây cối xanh thì từ xanh là từ chỉ đặc điểm tính chất của nó. Hay là câu nhà cửa thưa thớt thì từ thưa thớt là từ chỉ đặc điểm của nhà cửa. Sự vật đây chính là nhà cửa. Chúng thật hiền lành thì từ hiền lành là từ chỉ đặc điểm tính chất. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Và từ trẻ và khỏe mạnh, đây là hai từ chỉ đặc điểm của con người. Ba, đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được. Ví dụ, cây cối tùm, người ta sẽ hỏi là cây cối như thế nào. Người ta sẽ thay cái từ tùm là cái từ chỉ đặc điểm tính chất của nó bằng cái từ thế nào. Như vậy các câu lại còn lại cũng tương tự như thế, chúng ta cũng thay các từ chỉ đặc điểm tính chất trạng thái của sự vật bằng cái từ thế nào thì chúng ta sẽ được câu hỏi. Ví dụ câu thứ hai, bên đường cây cối xanh đây chúng ta hỏi là bên đường cây cối thế nào. Câu thứ ba là nhà cửa thưa thớt, chúng ta sẽ hỏi nhà cửa thế nào. Câu thứ tư là chú thật hiền lành. Đây chú ở đây, chúng thật hiền lành ở đây là chúng, ở đây chính là chú voi, những chú voi đấy đúng không? Vậy chúng ta có thể là hỏi là chúng thế nào? Chúng ở đây là đàn voi. Rồi câu thứ tư, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Chúng ta hỏi anh thế nào? Anh ở đây chính là người quản tượng. Đúng không? Anh thế nào? Bài 4. Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu. Chúng ta có mẫu câu. Ví dụ, cây cối xanh thì từ chỉ sự vật đó là từ cây cối. Vậy thì các câu còn lại, các từ chỉ sự vật đó là nhà cửa, chúng và anh. Ví dụ ở đây, câu này. Nhà cửa thưa thớt thì nhà cửa là từ chỉ sự vật. Chúng là từ chỉ sự vật. Anh là từ chỉ sự vật. Cái câu này, bốn cái câu chúng ta vừa tìm được đây là các câu theo mẫu ai thế nào. Gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là từ chỉ sự vật. Bộ phận thứ hai chính là các từ chỉ đặc điểm tính chất trạng thái của nó. Như từ bộ phận thứ hai này là các từ chỉ đặc điểm tính chất trạng thái của sự vật được nói đến ở trước này, đúng không? Từ xanh là chỉ tính chất đặc điểm trạng thái của cây cối. Thưa thớt là chỉ đặc điểm của nhà cửa. Chúng thật hiền lành, thật hiền lành ở đây chỉ đặc điểm của những chú voi này. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Vậy thì trẻ và khỏe mạnh là chỉ đặc điểm của anh quản tượng này, đúng không? Chỉ đặc điểm tính chất trạng thái hoặc của sự vật được nói đến ở trong câu đó. Và thường thì cái phần chỉ đặc điểm tính chất trạng thái này nó sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào.
và cái sự vật ở trước này trả lời câu hỏi là ai, ai thế nào. Vậy đây chính là mẫu câu thêm, đây là câu kể thêm mẫu theo kiểu ai thế nào. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được. Ở bài 4 là chúng ta tìm được các từ ngữ chỉ sự vật rồi. Đúng không? Là cây cối, nhà cửa, chúng anh. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho chúng. Thì các câu, các từ chỉ sự vật này chúng ta sẽ hỏi thay bằng từ ai, hoặc là con gì, cái gì. Đúng không? Ở đây, câu thứ nhất là cây cối xanh um. Thì ở đây là chúng ta hỏi là cái gì xanh um. Không thể hỏi là con gì xanh um được, đúng không? Cái gì xanh um. Thế theo nhà cửa thưa thớt thì chúng ta cũng chờ hỏi là cái gì thưa thớt. Thay cái từ chỉ sự vật đó bằng cái gì, con gì hoặc là ai, đúng không? Tiếp theo, chúng thật hiền lành thì chúng ta sẽ thay từ chúng bằng từ chúng, ở đây chính là các con voi, đúng không? Những con voi. Vậy chúng ta sẽ hỏi là những con gì thật hiền lành, những con gì thật hiền lành. Anh trẻ và thật khỏe mạnh thì chúng ta sẽ trả lời là hỏi là ai trẻ và thật khỏe mạnh. Vậy chúng ta sẽ có ghi nhớ câu kể theo mẫu ai thế nào, gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, nó sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào. Vậy thì ở cái bài tập vừa rồi, phần nhận xét thì ta sẽ có các câu kể là cây cối xanh um, nhà cửa thưa thớt, chúng thật hiền lành, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thì cây cối là chủ ngữ, trả lời câu hỏi ai, và thì nó là chủ ngữ, và vị ngữ là xanh um, trả lời câu hỏi thế nào. Nhà cửa là chủ ngữ, thưa thớt là vị ngữ, chúng là chủ ngữ, thật hiền lành là vị ngữ, anh là chủ ngữ, trẻ và thật khỏe mạnh là vị ngữ. Chủ ngữ trả lời câu hỏi ai, con gì, cái gì. Đấy, vị ngữ sẽ trả lời câu hỏi thế nào, chính là các từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nói đến ở trong câu này. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, luyện tập. Bài tập 1, đọc và trả lời các câu hỏi. Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường, căn nhà trống vắng, những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, sởi lởi, anh Đức lầm lì, ít nói, còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo. A. Tìm các câu kể ai thế nào trong đoạn văn. B. Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được. C. Xác định vị ngữ của các câu vừa tìm được. Vậy bài này chúng ta sẽ phải tìm ra các câu kể, sau đó xác định chủ ngữ và vị ngữ của nó. Chúng ta sẽ có các câu kể như sau. Trong đoạn này có 4, 5 câu kể. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Vậy để xác định được chủ ngữ của nó, chủ ngữ của câu kể ai là gì, trả lời câu hỏi ai. Vị ngữ của câu kể ai là gì sẽ trả lời câu hỏi thế nào. Chúng ta đặt câu hỏi cho những câu này để chúng ta tìm được chủ ngữ, vị ngữ của nó. Ở đây, câu thứ nhất là căn nhà, rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt ra đi. Và lên đường. Thì ai cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Chúng ta trả lời là rồi những người con. Như vậy rồi những người con ở đây chính là chủ ngữ. Vị ngữ là cũng lần lượt lên, cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Tiếp theo câu 2, căn nhà trống vắng. Căn nhà thế nào? Ta trả lời là trống vắng. Như vậy thì câu trả lời cho câu hỏi thế nào chính là vị ngữ. Vậy thì trống vắng chính là vị ngữ. Cái gì trống vắng? Đó là ngôi nhà. Vậy ngôi nhà trả lời cho câu hỏi ai, con gì, cái gì? Thì đây chính là chủ ngữ. Vậy căn nhà là chủ ngữ và vị ngữ là trống vắng. Câu tiếp theo, anh Khoa hồn nhiên sở lợi. Thì chúng ta sẽ hỏi để tìm chủ ngữ, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi ai, đúng không? Ai thế nào? Ai hồn nhiên sở lợi?
chúng ta trả lời là anh Khoa. Như vậy anh Khoa sẽ là chủ ngữ và phần còn lại sẽ là vị ngữ. Hoặc chúng ta sẽ tìm xác định vị ngữ trước được thì chúng ta hỏi là anh Khoa thế nào? Anh Khoa hồn nhiên sở lở. Như vậy hồn nhiên sở lở chính là vị ngữ trong câu. Tiếp theo bài câu anh Đức lầm lì ít nói. Ai lầm lì ít nói? Chúng ta trả lời là anh Đức. Vậy câu trả lời cho câu hỏi ai đấy chính là chủ ngữ. Như vậy anh Đức là chủ ngữ và lầm lì ít nói là vị ngữ. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo. Và chúng ta hỏi ai thì đĩnh đạc chu đáo? Chúng ta sẽ trả lời anh Tịnh. Như vậy anh Tịnh ở đây chính là chủ ngữ. Thì đĩnh đạc chu đáo là vị ngữ. Bài 2. Kể về các bạn trong tổ em. Trong lời kể có sử dụng một số câu kể ai thế nào? Chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Tổ của em gồm có 8 bạn. 3 bạn trai, 5 bạn gái. Do bạn Hồng Loan làm tổ trưởng. Loan là một người bạn gái rất dễ thương. Nhung Lài là hai cây văn nghệ nổi tiếng của trường. Còn hai bạn gái nữa là Tâm và Cúc. Tâm nhí nhảnh hồn nhiên và xinh xắn. Còn Cúc thì hơi đậm người, ít nói và rất chân thành với bạn bè. Ba thằng con trai của tụi em mỗi đứa một tính. Trung thì lẻo mép hay nghịch phá. Tôi thì lầm lì nhưng nổi tiếng là nghịch ngầm. Còn Văn thì chậm chạp, lù khù nhưng học toán rất giỏi.